cuộc sống hiện tại của danh ca người Việt sau khi vợ đại gia bị bắt. Thanh Bùi sinh năm 1983 tại Úc. Anh chính thức bước chân vào sự nghiệp ca hát từ năm 2004 với tư cách thành viên nhóm nhạc Not. Năm 2008, Thanh Bùi là người châu Á đầu tiên lọt vào top 8 cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc. Năm 2010, anh trở về Việt Nam và ra mắt single đầu tay Lặng Thầm Một Tình Yêu song ca cùng Hồ Ngọc Hà. Sau đó, một loạt các bài hit được ra đời như Tình Về Nơi Đâu, Sống Trọn Cho Nhau, Đừng Quay Bước Đi. Thanh Bùi cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt có nhiều cơ hội kết hợp với ca sĩ quốc tế nhất. Anh đã ký hợp đồng với Universal, viết hàng ngàn bài hát, mở trường dạy nhạc ở Úc, có những bản hit quốc tế. Năm 2018, Thanh Bùi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được tham dự tại Billboard Music Awards. Song song với công việc là nhạc sĩ, anh còn là giám khảo của các chương trình game show phát sóng trên truyền hình như Giọng Hát Việt Nhí, Việt Nam Idol. Anh rất tâm huyết với việc truyền nghề cho các thế hệ sau khi thành lập Học viện Âm nhạc Soul Academy năm 2012. Trong số những học viên từng theo học môi trường của anh có cả Tiên Tiên và Vũ Cát Tường. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, biến cố gia đình ập đến. Vợ anh đại gia, doanh nhân Trương Huệ Vân bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, Thanh Bùi càng kín tiếng về đời tư. Hiện anh đang là giám đốc một hệ thống trường quốc tế phát triển lớn mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một sự kiện dành cho giáo dục mầm non gần đây, Thanh Bùi hiếm hoi xuất hiện cùng cặp trai song sinh 6 tuổi.